Việc đầu tiên là sẽ phải đi kiếm cà phê uống. Hôm nay thì mình dậy trễ hơn hôm qua, chắc khoảng 9 giờ mới ra khỏi nhà. Sáng ngày thứ ba thì nhà mình đến chơi ở một khu phức hợp tên là New Baru. Vô trong đây nói chuyện thì nó sẽ có một cái tiếng vọng rất cười lắm. Ngồi trong cái vòng tròn này. Ê, vui lắm. New Baru được cải tạo lại từ một trường trung học cho nên các bạn nhìn cái kiến trúc này sẽ thấy nó hơi quen quen. Nó vẫn đang được hoàn thành và dự kiến là đến khoảng tháng 9 năm 2024 thì mới mở full hết tất cả những cái cửa hàng ở đây. Mình thấy là có quán ăn nè, quán cà phê, có những cái shop quần áo và cả những cái hoạt động workshop nữa. Đây là một tiệm bán đồ da. Ôi nhìn cũng đẹp lắm. Chắc là sẽ vào. Ở đây có 3-4 lầu gì á, nhưng mà một số cửa hàng thì mở rồi, một số vẫn chưa mở. Ở tầng trệt đó thì có một cái siêu thị rất là to mà nhà mình đã vô trong đây để gọi là trú nắng, nhưng mà cũng có rất là nhiều món để mà tham quan và mua, như là trái cây nè, rồi những cái đồ đi chợ nấu ăn. Và ở đây có một cái quầy check out tự động cũng khá là thú vị, mình đã thử. Ở đây thì có bán những cái đồ cho các hoàng thượng nè, chó mèo, nhìn hay ha. Nhưng mà mình có nuôi á thì mình nhất định sẽ mua những cái này để làm quà cho mấy bé. Khung này check out tự động nè, rất là dễ hiểu, dễ thao tác, không cần ai hướng dẫn hết. Nhưng mà là do mình làm lần đầu tiên á, và cái thẻ của mình cũng hay bị từ chối, cho nên là lúc này vẫn còn hơi bỡ ngỡ và cũng khá là ngạc nhiên khi mà mình đã thanh toán tự động thành công. Sau khi đi tham quan một vòng ở khu New Baru thì không có tìm được một cái quán ăn mà nhà mình thấy thích, cho nên là cả nhà quyết định sẽ quay trở về trung tâm thương mại Funan. Và xuống dưới tầng hầm có một cái khu giống như food court vậy đó, thì ở đó có bán rất là nhiều món và mỗi người thì ai muốn ăn gì ăn, nó đa dạng sự lựa chọn hơn.
sau khi ăn trưa xong á, ai mệt thì đi về ngủ trưa, còn mình á thì đi lang thang để mà xem thêm những cái mô hình, những cái chỗ mà người ta gấp thú á. Nói chung mình có thể xem những cái này say mê và xem mãi không chán. Bây giờ là 12 giờ rưỡi và mình đã quay về khách sạn để nghỉ ngơi sau khi đi chơi ở New Baru và ăn trưa ở tầng hầm của trung tâm thương mại Funan. Thì mình đi vòng ở đó, tầng 2, tầng 3 gì đó có rất là nhiều cửa hàng bán mô hình. Và sau đó thì khoảng 12 giờ rưỡi gần 1 giờ mình quay về nhà và nghỉ trưa. Thì mình sẽ ăn cherry nè, rồi nếu như còn đói bụng thì ở trong phòng mình cũng có bánh mì. Bánh mì mình sẽ ăn với chà bông hôm bữa mua, là cái ngày thịt heo bún. Bây giờ ở ngoài trời sẽ rất là nắng, cho nên trong cái chuyến hành trình này thì mình sẽ sắp xếp lịch trình là buổi sáng cố gắng ra ngoài thật là sớm, khoảng 8 giờ, 8 rưỡi, chơi cả buổi sáng, xong rồi buổi trưa thì quay về khách sạn nghỉ ngơi tại vì nắng nóng á. Rồi đến khoảng 3 giờ hoặc 2 rưỡi thì mình mới bắt đầu chuyến đi. Chiều nay thì mình dự định là sẽ đi một bảo tàng National Singapore. Thì bảo tàng đó sẽ có một cái triển lãm về đồ chơi, rất là nhiều loại đồ chơi cũ luôn, và triển lãm đó là miễn phí cho nên mình sẽ đi cái đó. Và tiếp theo đi đâu nữa thì mình vẫn chưa nghĩ ra, để chiều nghĩ tiếp. Ok, bây giờ thì ăn cherry, cherry là nửa ký, chua chua ngọt ngọt, mềm, ý là không có mềm xèo á, nhưng mà không có quá giòn, chỉ giòn nhẹ nhẹ thôi, cũng không có quá ngọt luôn, cũng không có quá chua luôn. Cái trái của nó rất là to nha, trái to nhưng mà không có được cắn ra, tại vì cái nước cherry ở bên trong nó màu đỏ, nó rất là dễ dính tùm lum tà la, xong rồi nó dính vô áo sẽ rất là khó giặt, nên một lần phải ăn nguyên trái. Mình đang ở National Museum của Singapore và ở đây đang có một cái triển lãm là Play Dead. Xong ở trong đây nó sẽ tập hợp rất là nhiều những cái game từ hồi xưa mình chơi, ví dụ như là mấy con búp bê Barbie nè, xong rồi mô hình nè, xong rồi máy chơi game hay là thú ảo nữa. Một cái khu trong đó không có rộng nhưng mà nhiều đồ lắm nha và rất là hoài niệm. Cùng vô tham quan với mình nha. Hồi xưa mà có cái này là giàu lắm luôn đấy anh. Gạo. Dạ. Hello, bây giờ mình vô một cái quán cà phê và bán bánh ở trong thư viện. Có những cái bánh rất là thơm. Quay ra cho các bạn xem nha. Ừ.
4 giờ rưỡi rồi mình uống cà phê. Cà phê sữa. Cái dao về nóng. Nó hơi nóng một chút. Nó hơi rút lớp. Thơm bơ. Ngon quá à. Rất là ngon. Thơm nóng. Đây là món khô bi ho, món đặc sản của quán này. Đây là con cua. Đây là con cua 1.3 kg. Rất là khổng lồ luôn. Siêu to. Cái sợi ở trong này là sợi bún gạo nha. Và ăn á nó sẽ có cái mùi giống như là mùi chảo vậy đó. Ngon lắm. Món này thì không có cay. Bạn nào mà thích ăn cua sốt ớt á thì có thể thử. Cua sốt ớt ở đây cũng rất là ngon, năm ngoái tôi đã ăn rồi. Còn bạn nào mà không ăn được cay và cũng muốn thử một món mới thì rất là recommend các bạn gọi món bi ho. Ngon quá. Cái thịt càng nó quá là to luôn. Cái gì đây, cái càng cua cỡ này. Ôi, thịt nó chắc đùi.